mình Tea Beach Show. Hôm nay thì Tấn Quỳnh Như đang đứng tại bối cảnh của bộ phim Yêu Phải Liều. Nhân vật của Như mang tên là Laura. Thì cô Laura này tính cách hơi mạnh mẽ, đàn ông một xíu, éo le một chỗ là tuy là cổ rất là đàn ông nhưng mà cổ gặp phải một người cổ gặp phải một anh chàng hơi trẻ con một tí, thua cổ 3 tuổi nhưng mà lại đem lòng yêu cổ. Thì cuộc tình này phải nói là oan gia ngõ hẹp. Vì thật sự thì Như và Sơn Ngọc Minh ở ngoài đời rất là thân với nhau, mà khi mà quay những cảnh tình cảm với nhau á thì lại rất là trớ trêu một cái là hai đứa nhìn nhau là cứ xì. Vì Như cảm thấy nó rất là kỳ cục. Tại vì bản thân Như và Minh á thì coi nhau như là hai người đàn ông chơi với nhau vậy đó, mà quay cái cảnh tình cảm á thì các bạn nghĩ đi, nó rất là sai, nó rất là sai trái. Nhưng mà cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ nhân vật Laura cũng như là bộ phim Yêu Phải Liều, hiện tại đang phát trên HTV7 vào khung giờ 12:30 trưa từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Các bạn hãy đón xem và ủng hộ Yêu Phải Liều nhé. Đón xem Yêu Phải Liều phát sóng lúc 12:30 từ thứ hai đến thứ bảy, từ ngày 10 tháng 7 trên kênh HTV7.